Bộ phim Birdman của đạo diễn người Mexico Alberto Pereira sẽ mở màn liên hoan phim quốc tế Venice diễn ra từ 27 tháng 8 đến hết 5 tháng 9 tới đây, thưa quý vị. Birdman là một trong 20 phim nằm trong hạng mục tranh giải Sư Tử Vàng, cùng với phim Good Kill của diễn viên Ethan Hawke trong vai một phi công quân đội bị vỡ mộng, hay The Cut với diễn viên Taha Rahim từng đóng trong bộ phim kinh dị A Prophet vào năm 2009. Đạo diễn đoạt giải Oscar Barry Levinson cũng mang đến bộ phim The Humbling trình chiếu bên ngoài hạng mục tranh giải. Có rất nhiều phim liên quan đến chiến tranh. Thật đáng buồn khi chúng ta đang sống trong một thời điểm mà bóng ma chiến tranh đang quay trở lại và trầm trọng hơn ta tưởng tượng. Điều này đang được điện ảnh phản ánh một cách đầy ngụ ý. Giám đốc liên hoan phim cũng nhấn mạnh, liên hoan phim lần này vắng mặt hai bộ phim của các đạo diễn nổi tiếng là David Fincher và Paul Thomas Anderson. Tuy nhiên, sự kiện vẫn sẽ có mặt những ngôi sao điện ảnh lớn từ Al Pacino, Naomi Watts cho đến Emma Stone, Michael Keaton. Liên hoan phim Venice năm ngoái đã thu hút những ngôi sao hạng A như George Clooney, Sandra Bullock. Bên ngoài hạng mục tranh giải, liên hoan phim còn trình chiếu phim Nymphomaniac phần 2 của đạo diễn người Đan Mạch La Von Trier. Đạo diễn diễn viên người Mỹ James Franco mang đến phim The Sound and the Fury. Còn đạo diễn gạo cội Peter Bogdanovich giới thiệu phim She's Funny That Way với sự tham gia của hai gương mặt hài Jennifer Aniston và Owen Wilson.